Các bạn thân mến, thì hiện tại là mình cùng Phong Bụi và anh Hoa Lệ Sài Gòn là chúng mình đang có mặt tại cổng trường Đại học Sư Phạm, ngay tại cái quán của chị Tường. Và như đã hứa với các bạn thì người đàn ông của chúng ta hôm nay đã xuất hiện tại đây. Anh Mến, hãy gửi một lời chào tới tất cả những người đang xem kênh và đang theo dõi anh Mến. Chào các bạn, mình là Nguyễn Văn Mến. Giới thiệu thêm ít thông tin thế. Không được, không được, không được. Cay quá, cay quá. Cay quá hả? Cay quá làm tí nước anh. Cay quá hả? Anh Mến là đang ăn món bắp cua thiệu những người, bắp cua thiệu chèo thôi, cua thiệu được rồi. Anh Mến thì khi nãy rời khỏi bệnh viện thẩm mỹ GW Hàn Quốc với tâm trạng khá là vui. Cái thứ nhất đó là anh vừa trải qua cái buổi hội chuẩn giữa bác sĩ Tú Dung, một khóa giáo sư ở Anh, một khóa giáo sư ở Mỹ và một vài bác sĩ ở Hàn Quốc. Và kết quả hội chuẩn khá là tốt. Tuy nhiên thì tụi mình cũng không muốn có một sự áp lực lớn đối với bác sĩ Tú Dung, cho nên tụi mình sẽ không bình luận về nhiều về cái câu chuyện đó. Tại vì bác sĩ Tú Dung có chia sẻ với em như thế này nè anh, là Phong ơi, không phải là bác đang muốn là thử nghiệm. Chẳng ai thử nghiệm trên sinh mạng con người, chẳng ai thử nghiệm trên một cái khuôn mặt của một con người. Nhưng mà trong khả năng tầm tay của bác, cho nên là bác có thể làm được. Nhưng mà bác muốn là một cái kết hoàn hảo nhất. Anh đang em đang tâm sự mà sao anh đang dữ hả? Tâm sự đi. Các bạn ơi, nãy giờ mình đang trò chuyện mà anh Thành Hoa cứ cúi ăn này hai cái bắp rồi. Anh ăn hai cái bắp rồi hả? Đâu ra. Sao vừa anh nói với em là anh ăn cơm nhà vợ rồi. Đây, bởi vì món vị hè đã ngon quá, không cưỡng rồi được. Ở bệnh viện thì có làm cho một anh Mến một cái tô cháo khá là bự. Mà khi đến đây thì anh không ăn. Ôi, cháo đâu anh Mến? Ăn ở nhà rồi. Ở nhà rồi hả? Ăn ở nhà rồi. Anh không ăn anh. Sau một hồi tụi em thuyết phục nó ăn đi thì anh mới chấp nhận kêu cái món bắp xào. Và cái món bắp xào đối với anh là nói là hồi xưa anh đi Tân An cô gái đó. Wow, sao kệ quái. chơi thôi chứ này mình nói. Sống thêm xíu anh đi Long An anh chơi, Tân An anh chơi thì anh thưởng thức cái món bắp xào khá là ngon. Thì lên đây anh chỉ món bắp xào ăn cho biết, ăn lại cái món nó thử ngon như nào. Và anh đâu biết rằng là chị tư tưởng là cái bà mù đẻ ra cái món bắp xào. Đúng. Hồi xưa ta kể mà. Đúng rồi. Mà năm trước này chị tưởng sáng tạo ra món. Anh Mến ơi, sao vừa kể mà muốn đi phố đi bộ thác loạn hả? Hay sao? Phong, sao? Chập dở chứ ảnh khi nãy mà anh Thành Hoa trở từ bệnh viện á. Qua quán chị tưởng á. Thì anh Thành Hoa anh Mến trời ơi, Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn sôi động quá. Chứ ở quê là giờ này là tắt lửa ngủ rồi, tắt đèn tắt gái là ngủ rồi. Ở Sài Gòn thì càng về đêm càng sôi động. Và riêng quán chị tưởng là 2 giờ sáng mới đóng cửa. Càng về đêm 11, 12 đêm anh thấy rất là đông người rồi. Anh Mến ơi, anh đã từng ở lại Sài Gòn ban đêm bao giờ chưa? Chưa. Chưa bao giờ luôn hả? Vậy cái cảm nhận của anh mà khi ở Sài Gòn, anh thấy ban đêm ra sao anh? Rất là vui, rất là nóng. Năm nay anh Mến là 36, 35 tuổi rồi. Vậy mà lần đầu tiên anh Mến ở lại Sài Gòn. Và hôm nay nhóm của anh em chúng mình đã đưa anh ra một cái nơi mà mình nghĩ rằng đây là một trong những nơi sầm uất nhất của Sài Gòn. Trước năm 75 mà sau năm 75 cũng vậy ha. Và đây là lần đầu tiên chị Tưởng giới thiệu món mới nè. Ở đây bữa đầu tiên này. Vừa đấy quay rồi sóng gió phập phồng lên. Lần đầu tiên ăn món vị hè Sài Gòn này. Từ nãy giờ khen quá trời. Nó rằng cũng ngon quá. Ủa, hồi trẻ hồi trước bị bệnh á, có anh có hay ăn nhậu uống bia rượu gì đó không? Không luôn. Không nhậu, không uống. Không nhậu, không uống bia. Anh ăn mấy đĩa này rồi? Một hả? Nó no quá. Nhưng mà bác sĩ có chỉ định là anh chỉ ăn món gì không? Hay thoải mái? Thoải mái nhưng mà hạn chế ăn những thứ uống béo là đỡ thôi. Mà vừa Phong có bảo anh đi qua, anh Thành Hoa chở anh đi qua phố đi bộ, mới lại qua trung tâm, anh muốn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ, mới lại Bùi Viện chơi hả? Tại vì nghe nói có cái vui lắm. Có cái gì? Vui. À vui hả? Đang đây. Vậy thì tái tạo xong khuôn mặt,
có nhiều thời gian hơn thì anh em mình sẽ đi Vivo nhá, Vivo Sài Gòn, phố thị Sài Gòn cho nó biết cái. Còn các bạn thân mến thì hôm nay ấy, anh Mến là trước 9 giờ là chúng mình phải chở anh Mến về lại bệnh viện rồi, bởi vì theo lịch trình ấy thì ngày mai anh Mến sẽ mổ lấy sinh thiết để làm các xét nghiệm, đúng không anh? Mà hôm nay ấy em được biết là anh anh là phải đi một loạt các bệnh viện ở Sài Gòn để làm các xét nghiệm, chụp chiếu đủ các kiểu ấy. Thì có mệt không anh? Và Phong cầm máy của mình mà cứ trêu anh Thành Hoa không mệt lắm hả? Nhưng mà lúc tối ấy là sau khi bác Dung mà chẩn đoán và cũng như là hội chẩn một số bác sĩ chuyên môn ấy, và bác có động viên và chia sẻ với anh khi ấy cảm xúc của anh sao? Nói chung là cũng rất là vui, rất là mừng và có tiếp tục đó cho em rồi, có được tiếp tục đó cho em rồi, tốt quá luôn. Bởi ngày mai là một ngày quan trọng nữa, thì sau cái buổi ngày mai thì các bác sĩ là sẽ có một cái thông báo về tình hình cụ thể của anh Mến và mình sẽ gửi các bạn nha. Còn bây giờ các bác sĩ vẫn đang trong cái quá trình mà tìm ra các phương pháp điều trị. Đầu tiên đấy là điều trị tận gốc cái căn bệnh của anh Mến là bệnh gì, cũng như là sẽ có phương án tái tạo lại khuôn mặt cho anh Mến. Anh Mến ơi, anh Mến uống nước cay quá hả? Không có qua, không có hết rồi. Cái cô ở Trung Quốc sao rồi? Cái cô ở Trung Quốc mà khi biết tin và khi nghe xem được clip bọn em quay về việc điều trị của anh rất thuận lợi ấy, thì cô ấy tâm sự mà rồi động viên anh sao? Cũng là bà nào cũng tâm sự và an ủi động viên, có 11-12 giờ khuya luôn. Nhắn tin tới 11-12 giờ khuya. Nhắn tin tới 11-12 giờ khuya luôn. Thì đây cũng là một cái động viên tinh thần để cho anh Mến vượt qua cái giai đoạn khó khăn, cũng như là tiếp sức với anh. Anh Mến thấy quán của chị Tưởng sao? Rất là đông, rất là đông khách luôn. Rất đông khách luôn đúng không? Và có rất nhiều các cô gái xinh đẹp đúng không? Em xin tiết lộ với anh Lê Nguyễn là cái cô gái Trung Quốc á là hứa hẹn là sẽ về Việt Nam và sẽ cùng với chị Tưởng với tụi em đi làm từ thiện. Thế hả? Khi nào cô ấy về? Mời anh chia sẻ. Khi nào cô ấy về anh? Tháng 3 tháng nữa. 3 tháng nữa cô ấy về. Anh Mến mà cô ấy tên là gì vậy anh Mến? Cô ấy tên là Cẩm Vân. Cẩm Vân. Cẩm Vân hả? Một cái tên rất đẹp ha. Mà cô ấy đã xem được clip bây giờ của tụi em quay anh không mà liên hệ với anh hả? Cô bé đó đã là bình luận lên cái kênh anh thấy. Ồ vậy hả? Cẩm Vân luôn hả? Số tài khoản cái tài khoản Cẩm Vân hả? Mình đang giang dở cái câu chuyện mình hỏi anh Mến rằng ấy là anh Mến thấy phố thị Sài Gòn ra sao, cũng như quán của chị Tưởng như thế nào, đồ ăn, và anh thấy rằng cái sự nhộn nhịp của phố thị ở đây có rất nhiều các cô gái, các chàng trai. Và hồi mới lên Sài Gòn cách đây được một tuần thì anh Mến rất tự ti, thậm chí là không dám bỏ khẩu trang ra. Nhưng hôm nay là người đàn ông của chúng ta đã rất tự tin rồi, và cái điều mà anh đã vượt qua được bản thân mình đến một cái điều rất mừng anh Mến ha. Đúng rồi. Mấy nay có liên hệ với thầy giáo Bùi Hồ không anh? Nói chung là ngày nào anh Hào vẫn qua đường hỏi thăm. Thế hả? Dạ, anh nói là mà ngoài không thăm luôn. Có một cái điều quan trọng như thế này là mặc dù là ở một mình ở trong cái phòng đó, nhưng mà do là nhắn tin với các em Cẩm Văn á, cho nên là rất là vui, lên Sài Gòn kêu rất là vui, mặc dù ở một mình rất là vui. Đó, cái tinh thần đó, nó quan trọng ở chỗ đó. Nóng bằng cái đó, anh thấy rất là vui, không có lo vào, không có gì hết. Anh nói bằng vui, mình nói nghĩa là quan tâm hết sức là như tình. Mà cái bạn Cẩm Vân này lớn tuổi chưa? Bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi anh hả? Hay ít hơn? 24 tuổi rồi. 24 tuổi rồi. Vậy là bạn ấy chắc là cũng là đi làm việc ở bên Trung Quốc đúng ha? Đúng rồi, lao động. Cũng rất mừng rằng là sau cái sự chia sẻ của mình, anh Mến, sau cái sự chia sẻ của nhóm anh em tụi mình ấy, thì anh Mến đã tự tin hơn, đã vui vẻ hơn. Và điều đặc biệt là anh đã có nhiều người bạn hơn. Và dù rằng cái hành trình tới có thể còn nhiều gian nan, cũng như cái việc điều trị còn có thể gặp nhiều khó khăn hoặc chắc trở ở việc mà trị bệnh cho anh cũng như tái tạo lại cái khuôn mặt cho anh. Nhưng mà cũng mong rằng anh Mến luôn giữ được cái phong độ như bây giờ nhá. Anh Mến hãy gửi một cái lời chào đến tất cả các bạn và hãy nói với các bạn rằng là Mến sẽ mạnh mẽ đi. Anh chào các bạn và cảm ơn các bạn đã thời gian qua theo dõi ủng hộ anh.
hoạt động viên anh có hơi nhiều, anh có hơi có mang quán nước lèo sẽ làm cố gắng mạnh mẽ khi được quay lúc nào đó. Anh đâu có nói nhiều. Vâng, và tụi em hứa là sẽ đồng hành cùng với anh Mến. Có một đây cũng là một cô gái là cũng là fan hâm mộ của của anh Mến đẹp trai của chúng ta đây. Còn một vài cái hồ lô nữa anh ăn cho nó trọn vẹn đi anh Mến. Cái món cái hũ bắp này thì không biết là chị Tưởng mua từ cái cô Năm gì á, cũng hot trên mạng lắm, nhưng mà do anh Mến ăn cay quá không được. Còn cái này là bắp của chị Tưởng mới bữa đầu tiên chị làm bắp nướng mỡ hành. Đúng rồi, anh thì quất sạch rồi. Anh này thì anh làm hết trái rồi. Rất là ngon. Hô Lệ Sài Gòn. Thật còn sự mình là nó ngon. Gắp 2-3 miếng à. Mình có buổi tối mình ngày ăn đêm đó. Anh thì vì nó có nhiều dầu mỡ thành ra anh sẽ không ăn. Ăn ban đêm nhiều dầu mỡ khó chịu. Nhưng mà anh nãy anh Lê Nguyễn chưa có nghe anh chia sẻ về cái hồ lô, thì bây giờ đang anh cảm giác quý vị những cái viên cuối cùng như thế nào? Cuối cùng là không có nào cũng khỏe được luôn. Cái lò ngậm vô nó cũng đã chứ. Nhưng mà lúc mà anh đem cái món này lên, anh nghĩ là nó sẽ ăn như thế nào? Không ngon đúng không? Nhìn nó không đẹp. Nó không có hấp dẫn. Đó, nhìn không hấp dẫn, nhìn ông già ăn vô là miếng lò là nghe miếng lái luôn á. Rồi, hôm nay thì anh Mến tới ghé quán chị Tưởng thưởng thức rất là nhiều món ăn. 1, 2 món, 3 món. Hôm nào anh tái tạo khuôn mặt xong thì mình sẽ cho anh ăn một vài món, đặc biệt là món phở. Đây là một trường món mà anh ao ước và rất mong muốn được thưởng thức. Và mình sẽ dẫn những món quán phở mà chuẩn bị bắt, đó là quán phở Tàu Bay nè, phở ở đường Lý Chiến Thắng rồi, phở Phú Gia là một trường quán phở mà giữ lại hương vị và công thức của Tàu Bắc. Sẽ có một cái chuyến đi ăn những cái món mà món phở mà mình thích được ha, đúng không? Kính thưa các bạn, mình vừa nghe Phong có kể mấy cái món ấy, mà phở Bắc đúng vị Bắc, mình ở Bắc đây và mình không đồng tình cái quan điểm đấy. Quán đấy đâu đúng vị Bắc. Tắt wifi á. Thôi đừng tắt wifi. Đừng tắt wifi để anh đẩy clip lên cho các bạn xem mọi người đang trông mong. Anh Mến ơi, cái hồi xưa ấy, em nghe anh Bùi Hồ bảo anh hát hay lắm phải không? Cái hồi mà lúc chưa bị bệnh á. Phải không? Nói chung là hát cũng ở sớm nó cũng không là hay. Mà bây giờ có thể khi mà bị như vậy anh có hát không? Không. Không hả? Tại vì nó chịu không rõ được rồi hát. Ừ. Nhưng mà đã bao giờ thử hát chưa? Nói chung là cũng có một lần rồi nhưng mà không nghe được hết. Bây giờ thử một lần nghe thử ra sao? Anh thích bài gì? Nói chung là đồng nhạc của tình, anh thích nhạc của tình thôi. Nhạc chữ tình hả? Đúng. Anh thử hát một vài bài em xem và các bạn xem mà không? Mọi người cứ tò mò hỏi, không biết ông Mến ông hát họ sao? Em hát không được đâu, tại vì lúc vô thì hát được, giờ hát không được đâu. Nó chuyện không nó không rõ đâu à. Hát phải lấy âm, rất là khó. Hồi xưa thì hát nổi tiếng ở cái vùng đó, nhưng mà bây giờ thì hát là phát ra không có rõ âm nữa. Đúng rồi, giờ hát không được đâu. Vậy anh Thành Hoa sẽ, anh thích bài gì? Nói chung là cái tình hòa thì anh cũng thích. Mà thích bài gì? Nhưng mà... Đời tôi cô đơn. Bên dưới anh ơi. Bài Đời tôi cô đơn. Rồi vậy bây giờ sau đây sẽ là anh Hoa Lại Sài Gòn sẽ hát tặng anh Mến một bài Đời tôi cô đơn. Đúng. Anh Hoa Lại hát đi. Đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô. Quá tài rồi. Trời ơi, ơi. Tôi lạnh quá các ông ơi. Quá thật sự. Anh dắt hai cô hả? Hả? Đó là cái bài lời bài hát cái vậy thôi. Nói gì tan nát gia đình á. À, đúng. Phong hát thôi thì Phong hát tặng anh Mến một bài đi. Bài gì cũng được, anh Mến thích nhạc tình bài gì cũng được hát với. Bài với chị Thằng Dư nha. Cái bài này hot ngọt. Thằng Dư là gì? Chị đọc đi cho mọi người nghe. Anh tắt wifi nè. Sao rồi ra đây à, cảm thấy vui hơn hồi xưa nào? Vui lắm. Còn mấy giờ rồi anh Thanh Hoa? Coi. 8:30. 8:30 hả? Ừ. Vậy thì 8:30 chắc là tụi em chở anh 15 phút nữa về. 15 phút nữa nha, chở anh về bệnh viện anh nghỉ ngơi rồi mai nha. Tụi em ngày mai là mấy anh em sẽ đi An Giang với lại đi Đồng Tháp. Đang thì đi qua nhà anh luôn đấy. Thì bọn em ở đây 3 hôm. Sau đó rồi tụi em về Sài Gòn sẽ qua thăm anh nha. Yeah. Rồi có gì có nhắn tin cập nhật tới tụi em nhá. Ở trên này hơi buồn kẹo rồi thì có nhiều bạn bè có nhắn tin qua đó. Yeah. Nhá. Không người ta nói là cái chung là thuận lợi không buồn đâu. Không buồn nữa.
ở một mình cũng không buồn nữa. Đúng rồi. Em biết thì sao? Rõ ràng bây giờ nó có lửa rồi. Mà tình yêu đó quay trở lại. Em gái. Coi cô đó như là em gái. Anh ấy coi cô đó như em gái đâu như anh hai tay thế này cô. Tại sao không biết không? Bởi vì Phong các bạn là mình chia sẻ với bạn thằng em mình nhá. Sau khi đến bệnh viện thì nó ngẩn ngơ mấy ngày, bởi vì có một cái mấy cái cô mà mấy cô nhân viên ở đó, phải không Phong? Có phải vì mấy cô nhân viên ở đó quá xinh đẹp không? Đúng rồi, nó quá xinh mọi người. Có thấy không? Có thấy xinh không? Xinh quá ha. Thì nhiều người xinh lắm mà chăm sóc rất là nhiệt tình luôn. Đó, đã không những xinh mà chăm sóc rất là nhiệt tình, bởi vì chăm sóc anh chuyên nghiệp luôn. Nói chung là quan tâm đơn giản hơn từ xuất hiện này kia, anh dặn anh đi quan tâm đồ đó, làm như là anh ngạo luôn á. À, nói chung là cử chỉ là nói rất là nhẹ nhàng đúng không? Rồi. Rất là đáng thương. Đúng rồi, anh rất là thích. Anh ngạo luôn á. Anh vô đó một hai lần mà anh cũng thích quá rồi. Vậy hả? Hình hoa đó. Đó nói thật. Nhân vật chính bên kia. Nhân vật chính bên kia. Tụi mày qua chờ chị Tưởng cái đi. À, chắc là bây giờ cái khăn của anh đâu anh Mến? Cái đó là mặt mất đi thân nha. Đúng rồi. Anh Mến qua đường, anh Mến ơi cẩn thận nào. Bây giờ là mình cùng anh hả? Bố trí từ từ anh Mến đâu không tông to anh em mình luôn. Từ từ nhá, bao giờ bỏ qua đường qua nhá. Ủa. Thảo ơi anh em mình qua đường đây anh Mến ơi. Kính thưa các bạn, thì bây giờ mình cùng với anh Mến đang di chuyển đang sang chỗ mà cái quán bò bía của chị Tưởng. Ủa chị Tưởng đâu rồi ta? Chị Tưởng ơi, chị Tưởng đâu rồi ta? À kia đang một mớ khách. Anh Mến đứng dịch vào không, xe nó rất là nhanh, nó hút cho cái rồi. Anh Mến đứng đợi em tẹo nha. Gì á chị Tưởng? Bắp nướng. Chào bé Hiền nha. Hả? Chào chị Tám. Trời ơi. Chắc của tụi quá là ngon. Ngon hả? Ngon hả? Vậy hả? Thôi thủ tục lạnh lặng rồi qua chị ăn một lần nữa nha, ăn hết món ăn của chị nha. Chúc em là thành công tốt đẹp nha. Chị Tưởng ơi, khi mà chị gặp anh Mến cũng như là trước đó mà chị xem những clip mà tụi em mà chia sẻ thì khi ấy chị cái cảm xúc và của chị sao chị Tưởng? Tội nghiệp, đáng thương. Rồi sau nữa thì nghe thì tụi em đăng lên thì có một bác sĩ là trợ trợ cho em Mến phẫu thuật khuôn mặt trở lại bình thường giống như bao nhiêu mọi người khác, thì đúng là trong lòng chị Tưởng là rất là mừng và xúc động và cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tại vì theo chị nghĩ là chắc là bình thường như mình chắc không có đầy đủ tiền làm tại đại gia cả. Đúng rồi. Mà chị Tưởng ơi, thì chị đi nhiều và gặp nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời, chị có gặp một cái trường hợp nào mà như anh Mến không? Chị thấy một người nữ đăng lên hình như là kênh của Thanh Hải Lang Thang á, một người nữ bị ra. Thì cái chương trình ngày mai là tụi em cũng sẽ đi xuống dưới An Giang để thăm cái câu chuyện, cái hoàn cảnh đó. Vậy hả? Thì mình thấy như vậy. Anh Mến có biết cái chuyện một cô gái tương tự như anh không? Nữ đó. Chỉ cái lúc quên cái bằng quên thẩm mỹ làm hàng rồi thấy cũng nổi lắm. Thẩm mỹ là tốn nhiều tiền lắm á. Dạ nhưng rồi. Mà hơn á ha. Cũng hy vọng rằng cái cô gái ở dưới An Giang ấy cũng có một cái trường hợp tương tự như của anh Mến, cũng sẽ tìm được một cái giải pháp. Nhưng mà điều này là đâu quan trọng nhất. Điều này quan trọng nhất, chị Tưởng nhận được một cái tin là hình như clip của em này đăng lên, em Phong mà đăng lên là có một người nữ là liên tục gọi điện thoại cho em Mến. Thì sao mà khuôn mặt anh em Mến mà lành lặn lại, thì chị hy vọng là người nữ đó sẽ là lộ diện ra trước mặt anh Mến nha. Là sẽ hai người sẽ đi đến hết quãng đời còn lại. Cái gì không? Anh cũng không quá rồi, anh quá thôi. Anh tưởng quá, anh tưởng quá.
em gái mưa. Hiện tại bây giờ là chị xem em Cẩm Văn là như em gái nuôi thôi. Đó là anh thay giữ con gấp không mà công chị kia sợ mình nói quá chị kia sợ chị kia đúng rồi. À vậy hả? Có gì đâu sợ, cái đó điều đó là vui thôi, mừng thôi, là quan hinh cô gái đó. Đây có một chị tên là chị Thảo hỏi là anh lấy bộ phục có giống Hàn Quốc không? Chị Thảo đó vậy? Thảo ơi. Cái cô Thảo này, cô cũng muốn đi chỉnh sửa cái gì đó. Đúng rồi, cũng mê cái đó. Cho nó đẹp hơn. Thảo là phải đi đắp thêm thịt, chưa hơi gầy. Có Lê Nguyễn, được rồi. Có tất cả Lê Nguyễn được rồi, em thấy ba người này em chọn người nào? Em chọn người này. Người này em gì đâu có đẹp, ông này xấu mà. Này mặt Giang đúng không? Mặt ông này Giang đúng không? Thằng nói mắc lòng quá không dám nói. Nói đại đi. Chị mày gì nói một đây à, nói đại đi. Có sao nói vậy, nói đại đi không sao đâu. Đúng rồi, như chị tưởng ấy. Đại à. Có gì trơn á. Không nói hết. Không có ai nói được. Cái áo ai mua cho anh vậy? Ủa anh Duy hả? Cái gì trời? Không được. Cái gì trời? Ai biết tự nhiên. Chỗ đó mà chị không bóp hả? Chị không nói mà già lắm được coi chị. Chị nói em mà chị ngẫu nhiên mà. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên này toan vậy trời? Bóp mất rồi, toan rồi chị ơi. Đi bởi vậy. Ông nội mẹ ơi. Chị cứ nghĩ vậy. Mai miếng silicon là toan rồi. Tưởng là ông mới vào, ông mới làm cái này trước. Tưởng mới lên 2 ngày mà lên cái đó. Đã làm cái gì rồi? Tại hết cái vỏ đó ông nội ông để lên tiểu nhầm. Ông đẹp trai hơn. Tướng đẹp chứ. Body chuẩn đúng không? Còn cái tay nè. Tay đùi đẹp lắm đó. Tay là tay lao động nè. Kinh quốc không mà. Nhìn da thì rất là đẹp nha. Da thì rất đẹp. Đẹp, nhìn gương mặt cũng dễ thương, hiền hậu không? Nhìn người đô con lắm á. Phải về bữa đầu tiên xuống là nói là có sức khỏe tốt. Bao nhiêu ký với anh? 55 ký. 6 55 ký. 55 ký. Dạ dạ, chỗ cũ. Em không có quan quá đâu. Chỉ 55 ký bảo lại thôi. Khi được mà bao nhiêu bao lúa? Nói chung là 60 ký anh vẫn có bình thường. 60 ký lúa. 60 ký là phần tăng luôn. Khi được bao nhiêu em? Hỏi cái gì anh lại mày không nói không được rồi. Cái đó không bê được. Không bê được. Cái đó cái đấy đâu phải cứ còn sức khỏe mà bê được đâu. Cái đó là một cái món quà là vật giá vô tận. Đúng rồi. Thôi cũng bỏ qua cho em nói, bây giờ em nói tò mò quá. Kính thưa các bạn, Phong Bụi năm 2026 mùa xuân mà bây giờ vẫn một nối đi về. Tò mò lắm. Còn anh Thành Hoa hai thầy trò gặp nhau khóc hổ hổ. Khóc sao mà thôi. Nhưng mà hôm nay thầy Tèo là khá là đông, đông mình nha. Và rất là nhiều người tới ủng hộ và hỗ trợ thầy. Cũng có rất là nhiều người vượt qua bệnh như anh. Tụi em đang theo dõi một ca tiết lộ anh. Rất giống anh. Cũng là một cô gái. Một cô gái. Người nữ 24 tuổi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bị khuôn mặt đây nè, và cột chân cổ nữa nha. Sưng lên nè. Và tụi em chờ thử một tháng sau nữa có thử như thế nào. Cô ấy ở Tây Ninh. Huyện Di Bàng ta. Trắng Bàng. Trắng Bàng là cô gái đó đó hả? Có cái điều nè, dài nè là cô bé đó nó đang học từ đại học ở dưới Sài Gòn. Tới năm 4 rồi nhưng mà nó phát bệnh rồi nghỉ rồi đi chị chữa cô vậy anh cho nên là hiện tại rất là nặng nề về tâm lý bởi vì sợ bạn bè nó biết tội nghiệp đó bởi vì chị thấy em này chị nói Phong ơi làm sao giúp em em ấy nhưng mà dù sao nào giờ đến cũng là nam thì cũng đã hơn nữ rất là nguy hiểm người ta không dám ra đường nữa. Thôi tụi em và anh Hoa lại Sài Gòn đưa anh Mến về bệnh viện các không quận mất toi rồi ông về bệnh viện hả em hả? Về ông nghỉ ngơi mai ông mổ khỏe. Bệnh viện sướng lắm, nằm nó cứ dính gì, tinh làm gái chạy lên. Có gì ưng gì có này. Thằng Phong nút là được. Thằng Phong nó bảo nó chỉ mong vào đấy vài bữa thôi. Một bữa một lát thôi. Quá rồi. Cái bình luận là tôi muốn là tôi thấy cái cô mặt quay xanh là tôi muốn một đêm. Ông kia bình luận lại là ông xe sĩ già tôi chỉ muốn một giờ. Thôi chết mất. Cả giá. Cảm ơn các bạn nha. Đã xem tiếp chia sẻ của đoạn chị em chúng mình. Chị Tường chào các bạn cái coi. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Ok, thôi tụi em rút quân đây. Chào chị luôn.